thân chào các em. Hôm nay ta tiếp tục khảo sát phần 2 có lắc lò xo và giảng 7 cắt và ghép lò xo. Trước hết ta nói về phần cắt lò xo. Ta cắt cái lò xo có chiều dài tự nhiên là L0, độ cứng là K0, thành hai lò xo có chiều dài lần lượt là L1 ứng với độ cứng đó là K1 và L2, độ cứng tương ứng của nó là K2. Thì ở đây ta áp dụng công thức về độ cứng lò xo, nó bằng là suất dân hoặc là suất vận hồi đó, nhân cho S là tiết diện, chia cho chiều dài cái đó. Đây là K ban đầu. Tương tự như vậy, ta có là K1 bằng E nhân S chia cho L1, thì K2 cũng bằng E nhân S chia cho L1. Do đây là cùng một lò xo, thành ra suất dân hay suất vận hồi và tiết diện ngang của nó là như nhau. Từ cái công thức trên này, này ta suy ra, vậy thì E nhân S thì bằng K0 nhân L0, rồi K1 S cũng bằng là K1 nhân L1, rồi bằng K2 nhân L2. Và từ đây là ta lấy từng hai mũi trên một, ta lập tỷ lệ lên, ta có là K1 trên K2 bằng L2 trên L1, rồi hay là K0 trên K1 bằng L1 trên L0, hay là K0 trên K2 bằng L2 trên L0. Và từ đây ta suy ra công thức là độ cứng của K1 sẽ bằng là K0 nhân cho L0 chia L1, và K2 thì bằng là K0 nhân cho L0 chia cho L2. Rồi ta làm bài tập 1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là L0, có độ cứng K bằng 60 Nm, được cắt thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên là L1, nó bằng là L0 chia cho 3 và L2. Để tìm độ cứng của hai lò xo tương ứng với độ dài của nó là L1 và L2. Sau đây là phần hướng dẫn giải. Thì ở đây ta thấy rằng là chiều dài ban đầu tự nhiên đó là L0, mà L1 thì bằng L0 chia 3, vậy là L0 chia làm 3 phần, L1 chiếm 1 phần, vậy là L2 chiếm 2 phần, nó bằng 2 phần 3 lần L0. Và ta lập tỷ lệ lên, L1 chia cho L2 thì nó bằng là 1 phần 2. Và ta biết rằng là từ công thức vừa nêu, ta có là K2 trên K1 thì bằng L1 trên cho L2, mà thế cái tỷ lệ vào, 1 phần 2 vào, vậy ta có là 2K2 bằng K1, và cho đây là phương trình 1. Thì mặt khác ta cũng có là 1 trên K bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2, thế giá trị vào, người ta giải từ cái phương trình 1 và phương trình 2, người ta được là K1 bằng 90 Nm và K2 bằng 180 Nm. Hay là ở đây ta làm một công thức nhanh, áp dụng thức nhanh là K1 thì bằng K0 nhân cho L0 chia cho L1, K2 thì bằng là K0 nhân cho L0 chia L2. Ở đây là L1 thì bằng là L0 chia cho 3, rút gọn cái L0 đi, thì được K1. Tương tự như vậy, L2 thì bằng 2 phần 3 L0, thế vào đây tao gọn số lên, tức là nhân 3 chia cho 2, rút gọn L0 đi, thì ta tìm được là K2. Ta giải nhanh công thức thôi. Bài tập 2, cho một lò xo cái chiều dài ban đầu của nó là L0, lò OA bằng 50 cm, độ cứng ban đầu của nó là 20 Nm, treo cái lò xo OA thẳng đứng rồi điểm O cố định, rồi móc cái quả nặng M bằng 1 kg vào cái điểm C của lò xo, cho quả nặng này dao động theo phương thẳng đứng. Biết chu kỳ con lắc là
0,628 giây. Người ta nói hãy tính chiều dài L bằng OC của lò xo. Sau đây cái hình vẽ như thế này, người ta có cái lò xo là chiều dài nó là OA, ban đầu của nó chiều dài ban đầu nó là L0 rồi. Người ta cho được cứng K0 bằng là 20 newton trên mét rồi. Rồi cho thân đứng điểm O gắn vào cái giá cố định. Bây giờ cái vật nặng này nè, thay vì ta móc vào điểm A, người ta đã móc vào cái điểm C nè. Mà khối lượng của nó là bằng 1 kg. Cho nó dao động theo phương thân đứng. Mà ta biết rằng là khi theo ở đây thì chu kỳ của nó là 0,628 giây. Người ta hỏi tính cái chiều dài cái OC này. Đó nè. Thì muốn tính chiều dài của cái OC này thì trước hết là ta biết cái N ban đầu của nó là 0 rồi. Biết K 0 rồi. Đó nè. Vậy ta tìm cái độ cứng của lò xo ứng với cái chiều dài của nó là L bằng OC đây. Thì ở đây ta dựa vào đâu? Ta dựa vào cái chu kỳ để cho này. Từ công thức chu kỳ ta tìm được là K của nó. Rồi ta gọi K phải là độ cứng của lò xo ứng với chiều dài của nó là L bằng OC. Thì cho có chu kỳ T là bằng 2pi căn của M chia cho K phải. Đó nè. Thì ta bình phương hai vế lên, chuyển vế qua. Ta có K phải bằng là 4pi bình M chia cho T bình. Thế cái giá trị vào. Người ta được đây là 100 newton trên mét. Đó nè. Người ta lại có công thức K phẩy thì bằng K0 nhân cho L0 chia cho L. Thế giá trị K0 vào, thế giá trị L0 vào. Và cái L đây là ta phải tìm. Đó nè. Mà K phẩy ta mới tìm được đây là 100 từ cái hai vế này. Ta tìm được là chiều dài OC nó sẽ bằng được là 10 cm. Rồi bài 3. Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 40 cm và vật nặng có khối lượng là không đổi. Rồi mỗi lần người ta cắt ngắn cái lò xo đi một đoạn là 5 cm. Tức là mỗi lần cắt người ta cắt ngắn đi một đoạn 5 cm. Rồi này, ta tìm hiểu là tính tỷ số chu kỳ dao động điều hòa của con lắc sau lần cắt thứ nhất và lần cắt thứ ba là bao nhiêu. Ở đây ta nói ví dụ là cắt lần là 1 á, là 5 cm. Vậy chiều dài của nó là L1 bằng 35 cm. Đó nè. Nó cắt lần 2 là 10 thì chiều dài của nó là 30. Mà cắt lần 3 thì chiều dài của nó là 25. Rồi ta hỏi cái tỷ số dao động chu kỳ của con lắc sau lần cắt thứ nhất và lần cắt thứ ba là bao nhiêu. Ở đây là phần. Vậy thì như vừa trình bày thì ta có là lần cắt thứ nhất là 35 cm. Mà chiều dài lần cắt thứ ba là 25 cm. Rồi ta gọi K1 và K3 là độ tương cứng, cái tương ứng của với chiều dài của nó là L1 và L3. Thì ta có là K1 nhân L1 bằng K3 nhân L3, ta lập tỷ lệ K3 trên K1 mà. Thì bằng là L1 chia L3. L1 là 35, L3 là 25, rút gọn ra 5 đi, ta được là 7/5. Ta gọi T1 và T3 là chu kỳ của con lắc ứng với chiều dài L1, L3. Thì ta có là T1 trên T3 thì bằng là căn của K1 và K3 sau khi ta rút gọn cái 2 pi rồi. Và sau khi tôi rút gọn cái M đi. Phải không? Mà tỷ lệ K3 đến K1 thì bằng là 7/5. Vậy ta có là T1 trên T3 bằng căn của 7/5. Bài 4. Hai con lắc lò xo có độ cứng là K1 và K2 và vật nặng là M bằng 1 kg. Hai mắc hai lò xo này song song rồi gắn vào một vật nặng thì tạo ra một con lắc dao động điều hòa với tần số gốc là omega 1 bằng 10^5 rang dây. Khi mắc hai lò xo nối tiếp á, thì con lắc dao động với tần số gốc là omega 2 bằng 2^30 rang dây. Tôi hỏi độ cứng của hai lò xo tức là K1, K2 là bằng bao nhiêu. Rồi tức là ở đây nó có hai trường hợp. Trường hợp là mắc hai lò xo song song thì tần số gốc của nó là omega 1 là bằng 10^5 rang trên dây.
mà khi mắc hai cái lò xo theo cái dạng nối tiếp ấy, thì ta có tần số gốc omega 2 bằng 2 căn 30 lan trên dây. Đây. Thì ở đây ấy, trong cái phần mắc hai lò xo song song, phần sau ta sẽ gặp và hướng dẫn cái công thức. Nhưng mà tạm thời trước mắt là khi mắc hai lò xo song song với nhau ấy, thì K của hệ nó sẽ bằng là K1 cộng K2. Còn về phần mắc nối tiếp ấy, thì ta có là 1 trên K hệ bằng cộng 1 trên K1, 1 cộng 1 trên K2, quy được một số lên thì K sẽ bằng là K1 nhân K2 chia cho K1 cộng K2. Đây là omega 1 khi mắc song song. Đây nó bằng là 10 căn 5 ray ăn trên dây. Ta cho đây là phương trình 1. Khi mắc nối tiếp thì ta có omega 2 thì nó bằng là K1 nhân K2 chia cho K1 cộng cộng K2 nhân M thì bằng là 2 căn 30 ray ăn trên dây. Ta cho phương trình 2. Thì từ cái phương trình 1 này nè, ta để nó cho là omega 1 rồi. Đó nè, để nó cho em 1 ký rồi. Vậy ta suy ra tổng, tức là K1 cộng K2. Ta suy ra tổng. Rồi, từ phương trình 2 này, ta lấy giá trị tổng ở trên phần 1 nè. Ta thế vào cái phần dưới này. Phần tổng K1 cộng K2 đây. Omega 2 để biết rồi đây. Từ đây ta suy ra được tích của nó. Tức là tìm được tích của K1, K2. Nó bằng cái giá trị của nó. Và sau đó là ta biết tổng và tích thì nó là nghiệm của phương trình K bình phương rồi trừ cho SK cộng chỗ B bằng 0. Ta giải ra ta được hai nghiệm, tức là K1 bằng 200 Newton trên mét và K2 là bằng 300 Newton trên mét. Thì ở đây thì giải nó hơi nhanh tí, thì các em tự tìm tổng thì quá dễ rồi, là tìm tích rồi ta đưa về phương trình giải bậc hai là ra. Rồi bài tập 5 về ghép lò xo. Rồi một lò xo có độ cứng K bằng 200 Newton trên mét treo vào một điểm cố định, đầu dưới có vật M bằng 200 gram và vật vào động điều hòa và có tốc độ qua vị trí cân bằng là 20 bi cm trên giây. Ta lấy một cái lò xo giống hệt cái lò xo trên và mắc nối tiếp hai lò xo rồi treo vặt M, thì thấy nó dao động điều hòa với cơ năng thì vẫn bằng là cơ năng khi có một lò xo. Lấy bi mình bằng 10, biên độ dao động của hệ lò xo ghép là bằng bao nhiêu, biên độ A của nó. Thì ở đây ta có cái hình như thế này. Đầu tiên là một lò xo có độ cứng K treo vật M và M khối lượng là 200 gram. Thì vật do động điều hòa với tốc độ qua vị trí cân bằng là 20 bi cm trên giây. Ta biết rằng là tốc độ vị trí cân bằng tức là Vmax. Đó là sau đó ta lấy một cái lò xo giống hệt cái lò xo này gắn nối tiếp mắc như thế này. Đó là thì họ nhận thấy rằng là cơ năng của cái hệ gồm hai lò xo thì nó bằng là cũng bằng cơ năng của một lò xo. Sau đó là ta hỏi cái biên độ của cái hệ ghép là hai lò xo này là bao nhiêu. Thì ở đây là để ta cho K rồi nè, mà ta cho là khối lượng hoặc M. Đó là và ta cho được là cái Vmax rồi, quá nè. Thì vậy ta tìm là cái A tức là cơ năng của khi ta treo một lò xo thôi, đó nè. Rồi mà cơ năng của này là bằng cơ năng của hệ hai lò xo, và từ đó ta tìm ra là biên độ dao động khi treo hai lò xo. Thì ở đây ta có cái này, đây là Vmax là bằng 20 bi thì bằng là omega nhân cho A. Đó là omega bằng căn của K chia cho M và nhân cho A. Ta cho V rồi 20 bi. Đó là
Rồi K ta cho là 200 rồi, M là bằng 200 gram. Ta tìm được là biên độ khi ta treo một lò xo. Từ đây ta tìm được là cơ năng của nó là 1 phần 2 Ka bình. Thế giá trị vào, ta tìm được là 0,04 joule. Đó là. Rồi khi ghép nối tiếp thì ta công thức ta có rồi, phải không? 1 trên K hệ cộng 1 trên K bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2. Mà K nó giống nhau, tại hai là sao nó giống nhau đó. Từ đó ta suy ra được là K phải của hệ nó sẽ bằng là K ban đầu của lò xo chia cho 2. Mà K ta cho 200 chia cho 2 là được 100 newton. Đó nè. Rồi ta biết rằng là cơ năng của con lắc khi treo hai lò xo nó bằng cơ năng của con lắc khi treo một lò xo. Mà cơ năng lần 2 ta có là E phẩy thì bằng 1 phần 2 K phẩy bình. Thì bằng cái giá trị cơ năng ban đầu nó là 0,04 joule. Đúng không nè? Rồi. Ta biết K phẩy rồi. Rồi từ đây ta tìm được ra là biên độ của nó thôi. Vậy biên độ của dao động của hệ ghép hai lò xo là A phẩy thì bằng 2 căn 2 cm. Bài 6. Hai lò xo nhẹ có cùng độ cứng K bằng 200 newton trên mét mắc nối tiếp và treo thân đứng. Đầu A ở trên nó cố định, đầu dưới là treo hoặc M bằng 1 kg. Người ta cho G bằng 10 mét dây bình. Hoặc M dao động điều hòa với biên độ nó bằng tổng cái độ giãn của lò xo khi vặt ở vị trí cân bằng. Lúc đó là ta hỏi là cơ năng của vặt nó là bao nhiêu. Đây là ta có cái hình vẽ như thế này. Tức là hai lò xo này giống nhau, có cùng độ cứng K, thì giống nhau thì đương nhiên có cùng độ cứng K nè. Là mắc nối tiếp, phải nè. Đầu trên A đây mắc vào giá cố định, đầu dưới đây nè. Ta treo cái vật M mà cho khối lượng là bằng 1 kg. Phải nè. Thì vật dao động điều hòa. Thì khi ta gắn vật vào đây á, ta nhớ là hai lò xo này đều giãn dưới tác dụng của cái trọng lực này. Phải nè. Thì lò xo 1 giãn là delta L1, lò xo 2 giãn là delta L2. Đúng không? Thì tổng độ giãn của hệ ta gọi đó là delta L0, thì nó bằng là delta L01 cộng cho delta L02. Đúng không? Rồi bây giờ ta nói thế này, ta nói cái biên độ này nè, nó bằng tổng độ giãn của lò xo. Vậy thì biên độ A nó bằng là delta L0. Rồi, người ta hỏi đó là tính biết ăn độ rồi, tính cơ năng của vật. Người ta có cái thế này đây. Thì K hệ do này mắc nối tiếp rồi, như bài tập vừa rồi. Người ta có là K của hệ nó bằng là K chia cho cho 2. Ta làm nhanh luôn, khỏi không cần phải dùng như cái này. Ta dùng lúc sau này cho nhanh. K hệ bằng K chia cho 2 bằng 200 chia 2 là được 100 newton trên mét. Đó nào. Bây giờ thì tổng độ giãn của lò xo áp dụng công thức của hệ thôi. Thì delta là không thì bằng là mg chia cho k hệ. Đó là thế giá trị vào ta tìm được là 0,1 mét. Mà để cho là biên độ A thì bằng độ giãn của cái hệ. A bằng delta L0 mà là bằng là 0,1 mét. Biết A rồi, ta tìm được ra cơ năng bằng 1 và 2 cái A bình. Thế giá trị vào đáp án của nó là 0,5 joule. Rồi, tiếp theo ta xét khi ghép hai lò xo đối xứng thẳng đứng. Ở phần trước ta là ghép hai lò xo theo kiểu nối tiếp dạng 1. Bây giờ đây là ghép hai lò xo đối xứng thẳng đứng, ta gọi đó là dạng 2. Bây giờ đây là ta chọn cái chiều dương này là hướng xuống. Rồi ta có hai lò xo ban đầu như thế này. Lò xo 1 là chiều dài ban đầu đó là L01. Lò xo 2 chiều dài ban đầu nó là L02. Đó nè. Bây giờ ta nối hai lò xo này gắn cái vật M vào. Thì đây là dưới sức nặng của trọng lực. Đó nè. Thì lò xo 2 đây nó sẽ là bị giãn. Thì độ giãn của lò xo 2 đây là đoạn này. Ta còn ta có cái đoạn này. Đoạn này đây là độ giãn của lò xo 2. Độ nén của lò xo 2. Xin lỗi. Lò xo 2 nó bị nén. Và cái lò xo 1 này nó sẽ là bị giãn. Đây là ta gọi đây là delta L01. Đây là độ giãn của lò xo 1. Thì chiều dài
của là số 1 của bây giờ ta gọi đây là L1, từ cái mốc vị trí cố định trên tới vị trí cân bằng L1. Và phần dưới này là chiều dài của là số 2, ký hiệu nó là L2. Thế nào? Bây giờ ta cắt hình vẽ để đưa qua đây. Đó là, như ta đã biết, cái lò xo 2 thì nó bị nén, thành ra lực đàn hồi 2 nó sẽ hướng lên trên. Đó là, tương tự như vậy, như lò xo 1 đây là nó bị giãn. Đó là, giãn thì anh lại có xu hướng là kéo về cái vị trí lò xo nó không giãn, thì ép đàn hồi 1 này là cũng hướng lên trên luôn. Ở trong trường hợp này, đây là hai lực đàn hồi đều hướng lên trên, ngược chiều dương tức là chiều âm. Còn riêng trọng lực B thì hướng xuống là chiều dương. Bây giờ là khi vật ở vị trí cân bằng thì ta có là cái hợp lực của nó là B cộng với F đồng hồ 1 cộng F đồng hồ 2 bằng 0. Bây giờ ta chiếu hình chiếu cái hợp lực nó lên trên cái trục thẳng đứng góc là O, chiều dương hướng xuống. Thì ta có cái này, đây là trừ K1 nhân delta L01 và trừ K2 nhân delta L02 cộng cho MG bằng 0, ta cho đây là phương trình 1. Bây giờ đây, tại cái vị trí điểm bất kỳ, tức là em ở trên được mà em ở dưới được, bây giờ ta lấy ví dụ này, ta lấy M nằm phía dưới này, đúng không nè? Lúc đó là M cách cái vị trí cân bằng O một ly độ ít, đó nè, bằng cái độ dài là OM này, đó nè. Rồi thì ta có hợp lực của nó là F bằng B cộng giá đoạn 1 cộng giá đoạn 2. Giờ là chiếu hình chiếu nó lên trục thẳng đứng theo chiều thẳng đứng này, từ trên xuống dưới này, thì ta có F bằng rồi trừ K1 rồi nhân cho delta là 1 cộng với x, tại vì đây là so đây là 1 nó bị giãn thêm một đoạn nữa là x nữa, ta cộng lại. Còn đối với là so 2 thì lực là hồi 2 nó bằng là trừ K2 nhân delta là 0,2. Cái này anh bị nén một đoạn đây là delta là 0,2 rồi, kéo xuống đây nữa, anh nén thêm đoạn nữa là cộng x, đó là rồi cộng cho MG. Mà ta biết rằng là khi ta nhân vào nè, rồi ta nhân vào ta có là trừ K1 nhân delta là 0,1 trừ K2 nhân delta là 0,2 rồi cộng MG, thì ta biết rằng trong này thì cái này là bằng 0. Vậy còn lại gì? Còn lại là trừ K1x rồi trừ cho K2x. Người ta lấy cái x làm thừa chung, người ta có đây là F thì bằng đây là tổng trừ tổng của K1 cộng K2 nhân cho x. Mà ta biết rằng là F này là F của hợp lực của hệ thì nó bằng là gì? Nó bằng là trừ KX. Thế nè, ta rút gọn cái x hai vế đi. Thế nè, dấu trừ thì bỏ đi. Thì vậy thì ta có là K hệ nó sẽ bằng đây là K1 cộng K2. Vậy thì trong trường hợp hai lò xo ghép đối xứng và thẳng đứng thì K hệ nó bằng là K1 cộng K2. Nhắc lại phần trước là nếu mà ta ghép theo kiểu nối tiếp thì 1 trên K hệ bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2. Còn trường hợp này là ghép đối xứng thì K hệ bằng K1 cộng K2. Ta lưu ý đó, để nhớ để tránh lầm lẫn giữa hai trường hợp. Sau đây ta làm bài tập ứng dụng. Bài 7. Cho hệ hai lò xo và vật nặng M gắn như cái hình vẽ đó. Trong đó chiều dài tự nhiên có lò xo 2. Hai lò xo nó là lần lượt là L01 bằng 20 cm, L02 bằng 30 cm, K1 bằng 40 Nm, K2 bằng 50 Nm. Và cái giá để gắn hai lò xo thì nó bằng là 60 cm để bỏ qua ma sát. Câu A, người ta mới hỏi là M khối lượng của nó bằng bao nhiêu để L2, cái lò xo 2 đó, nó không bị biến dạng khi hệ nó nghiêng. Bây giờ với cái M bằng 850g thì ta biểu là xác định là vị trí cân bằng ô của vật. Xác định vị trí đây tức là tính chiều dài từ cái điểm cố định treo đó tới cái vị trí cân bằng. Rồi ý thứ hai của câu B là ta đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng không? Ô rồi, người ta thả cho nó dao động. Bây giờ ta tìm chu kỳ của nó, cho G bằng
10 mét trên dây bình. À, sau đây là cái hình vẽ như thế này. Đây ta có hai cái giá đây, đầu A và đầu B ở dưới. Đó là người ta chiều dài, ta cho chiều dài ban đầu của lò xo 1 là bằng 20. Chiều dài của lò xo 2 đó là 30, mà đề ra cho cái giá ở đây là còn cách hai giá đầu hai đầu AB đây là 60. Thì ta thấy rằng là cái AB này là nó lớn hơn là chiều dài ban đầu của hai lò xo cộng lại. Thế nè. Vậy thì khi nếu ta gắn quạt vào thì hai lò xo này nó sẽ bị giãn. Mà độ giãn của nó thì bằng, đương nhiên là nó bằng là cái đoạn AB này nè trừ tổng độ dài ban đầu của hai lò xo. Ta hiểu hôm nay như vậy. Thì bây giờ ở đây thì câu A nó lại có cái ý thế này. Người ta hỏi là khối lượng của vật M là bao nhiêu nè. Để cho lò xo 2 này nó không bị biến dạng. Có nghĩa là khi ta cắt vật vào, đó nè, thì cái lò xo 1 nó giãn thôi. Nó nằm tới cái vị trí cân bằng đó, nó nằm ngay tại cái lò, chỗ cái lò xo 2 này nó không giãn. Đúng không? Thì điều này có nghĩa là lò xo 2 không giãn thì có nghĩa là lực đàn hồi của lò xo 2 là bằng 0. Lò xo 1 giãn thì ta có lực đàn hồi của nó. Thì bằng K nhân cho độ giãn này, như đây ta nói là sao? A đoạn AB này là bằng 60 mà tổng chiều dài hai lò xo là 10. Vậy thì lò xo 1 có giãn thì nó giãn đi là delta L0 1 nó sẽ là bằng 10. Đó nè. Vậy thì cái lực tác dụng vào vật thì gồm có mấy lực? Gồm có đây là trọng lực B và lực đàn hồi F1 thôi. Đúng không? Rồi, đây ta có cái cụ thể như thế này. Rồi, ta có đây, như nãy nói rồi. Cái độ giãn của lò xo 1 đây là nó bằng 10 nè. Đó nè. Thì hợp lực tác dụng vào vật đây là chỉ có đàn hồi F1 và trọng lực B thôi. Đó nè. Thì khi cân bằng thì ta có là hai lực này bằng nhau. Đó nè. Bằng nhau dẫn đến là lực đàn hồi 1 thì K1 nhân delta L01 thì bằng trọng lực là M nhân G. Đó là người ta biết hết cái giá trị rồi, K1 có rồi, delta L01 mới tìm. Rồi, G có rồi, ta tìm ta M thôi. Vậy tìm khối lượng của nó được là bằng 0,4 kg hay là bằng 400 gram. Rồi, ta qua cái ý thứ B, câu B. Rồi, câu B là đề ta cho là cái M bằng 850 gram. Rồi, như nãy ta biết rằng là thế này, 400 gram thì chỉ có lò xo 1 giãn ngay tại cái kéo lò xo về xuống tay vị trí là lò xo 2 giãn thôi. Nhưng bây giờ đây M bằng 850 gram thì nó nặng hơn là ban đầu nó là 400 gram. Đó nè. Vậy thì cái lò xo 2 này buộc nó phải bị nén. Nó bị nén. Thì cái độ nén của lò xo 2 đây, ta có độ này. Đây là delta L02. Và đương nhiên lò xo 1 nó còn giãn thêm nữa, đúng không? Mà độ giãn lúc bấy giờ thì nó là, ta gọi nó là delta L01. Và chiều dài lúc bấy giờ đây của lò xo 1 là L1, và chiều dài của lò xo 2 lúc bấy giờ đây là L2. Bây giờ ta kéo, ta trích cái suất cái hình ảnh của cái vật này ra bên ngoài này. Đó nè. Ta chọn đây là cái trục đứng để có chiều dương là hướng xuống. Đó nè. Thì trong trường hợp này đây ta thấy rằng là lò xo 2 bị nén thì cái F đầu hồi 2 nó sẽ đẩy lên là hướng ngược chiều dương và chiều âm. Và tương tự như vậy, lò xo 1 đây nó bị giãn thì nó có xu hướng là kéo về cái vị trí mà lò xo 1 không bị giãn, nó cũng hướng lên. Vậy là lực đầu hồi 1 và 2 nó ngược chiều với là trọng lực B. Đó nè. Rồi, vậy thì ta có cái hợp lực của nó. Đó nè. Cái B thì bằng là tổng của lực của hai lực đàn hồi. Đó nè. Ta có là MG. Rồi, thì bằng K1 nhân delta L01 cộng K2 nhân cho delta L02. Thì ra đây chính là cái hình chiếu nè. Còn không ta dùng vector thì có là hợp lực, có là vector B cộng cho vector đầu hồi 1, vector đầu hồi 2 thì đứng yên là bằng 0, hình chiếu của nó. B dương, cái này âm thì chính là cái phức này.
À, đây là công thức hình chiếu của nó, gồm lực khi vật ở vị trí cân bằng này. Đó nè. Mà ta cũng biết là thế này. À, cái khoảng cách giữa hai điểm A và B là bằng 60, thì nó bằng chính là gì? Nó bằng là L1 cộng cho L2. Mà L1 thì bằng gì đây? À, L1 ta thấy rằng rõ ràng đây là nó bằng là L01. Đó nè. Rồi cộng cho là delta L01. Còn cái L2 thì bằng cái đây, nó bằng là L02. Do bị nén thì nó đi trừ đi là delta L02. Người ta có cái này. À, L2 trừ delta L02 thì bằng 60. Đó nè. Mà theo ta biết rằng là tổng độ dài ban đầu của hai lò xo, đó nè, nó bằng là 50. À, tới đây L01 cộng L02 đây là bằng 50 này. 50 và đây là 60. Vậy thì ta có là delta L01 trừ đi delta L02 thì bằng 10. Đó nè. Ờ, suy ra là delta L02 nó sẽ bằng là delta L01 trừ cho 10. Tôi cho đây là phương trình 2. Đó nè. Rồi bây giờ từ phương trình 1 qua trình 2, tức là ta lấy giá trị delta L02 ở phương trình 2 này, ta thế vào cái phương trình 1 này. À, đây sẽ K1 nhân delta L01 cộng cho K2. Đó nè. Nhân cho delta L01 trừ 10 thì bằng MG. Sau đó là ta chuyển cái vế qua, ta tìm được là delta L01. Đó nè. Này sẽ bằng là MG cộng cho là 0,1K2 chia cho tổng độ cứng hai lò xo là K1 cộng K2. Thế giá trị vào, ta tìm được là delta L0 là bằng 15 rồi. Đó nè. Ở đây ta suy ra thêm thôi. Đó nè, người ta không hỏi tới phần này. Thì L2 bằng đây 15 trừ 10 là bằng 5 rồi. Người ta hỏi cái độ dài, xác định cái vị trí cân bằng, tức là ta tìm cái giá trị là L1 này. Đó nè. L1 này. L1 bằng L01 cộng cho delta L01. Người ta đây OA là AO thì bằng L1 thì bằng chiều dài ban đầu của nó cộng độ giãn của nó. 20 cộng 15 là được là 35. Vậy thì xác định vị trí cân bằng, tức là ta tính chiều dài A cho đến O vị trí cân bằng, hay là chiều dài L1. Rồi bây giờ ta cho là đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng, cho nó dao động, tính chu kỳ. Thì nó có chu kỳ rồi, đó nè. Ở đây là ta mắc cái đối xứng nè, thấy chưa? Mắc đối xứng thì ta có K hệ thì bằng K1 cộng K2 thôi. Thì ta có T bằng 2B căn của M chia K hệ, 2B đứng nguyên, M đứng nguyên, ta thế K hệ bằng K1 cộng K2 vào. Rồi thế giá trị vào, ta tìm được ở trên đó, thế vào đây. Ta có cái đáp án đó là 0,61 giây. Ở phần tiếp tới đây ta khảo sát là ghép nối tiếp trên mặt khoảng nằm ngang. Rồi, ta có đây, ta có cái mặt khoảng nằm ngang thế này. Hai là so 1, chiều dài ban đầu là 0,1, so 2 là chiều dài ban đầu nó là 0,2, mắc thế này đây, gọi là mắc nối tiếp. À, trừ cái mặt khoảng nằm ngang. À nè, bây giờ ta biết rằng là khi nằm trên mặt khoảng nằm ngang thì ta có phản lực N là hướng lên trên, vuông góc mặt khoảng nằm ngang, và trọng lực B có một hướng xuống dưới, vuông góc mặt khoảng nằm ngang. Thì nói về hình chiếu, hay với nó hợp lực B cộng N là bằng 0, mà trừ tiêu đi. À, trừ tiêu đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai lò xo này nó không có giãn, tức là hệ lò xo này không giãn. Mà không giãn là coi như là không có lực đàn hồi. À, tức F đàn hồi 1, F đàn hồi 2 là bằng 0. Đó là. Rồi. Và bây giờ đây là ta kéo hoặc ra cái một vị trí bất kỳ. À, bên phải cũng được, bên trái cũng được. Ví dụ ta kéo ra cái vị trí bên trái đi. Đó là. Thì lúc đó là cái điểm M nó cách cái vị trí cân bằng một cái ly độ là ít. Mà ly độ này là chính là gì? À, chính là độ giãn của hệ. À, nhớ là độ giãn của hệ. Ta cái hiệu nó là delta là 0. À, trong khi kéo ra đây thì đương nhiên lò xo 1 nó sẽ giãn, độ giãn của nó là delta L01. Và lò xo 2 giãn thì độ giãn của nó là delta L02. Thì ta có là delta L của hệ nó sẽ bằng tổng độ giãn của hai lò xo. Hỏi ta có đây, delta L0 bằng delta L01 cộng delta L02. Đó nè. Mà ta không biết rằng là F hợp lực của hệ cũng chính là F tác dụng lên lò xo 1, và cũng chính là lực tác dụng lên lò xo 2. Thành ra ta thế này,
ta có delta là 0 thì bằng F chia cho K hệ. Rồi delta là 1 thì bằng F chia K1. Rồi delta là 2 thì bằng F chia cho K2. Phát nào? Ở đây ta rút F phía bên phải là thừa chung và rút gọn cho F phía bên trái đi. Vậy ta còn đây là 1 trên K hệ bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2. Đây là mắt tiếp. Thì nó giống như là mắt thẳng đứng vậy. Hay là nối tiếp. Ta nhớ là nối tiếp. Thì luôn luôn là nó nằm công thức này. Tức là 1 trên K hệ bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2. Rồi, bây giờ ta qua cái bài tập điển hình cho cái dạng này. Rồi, để ta cho đây là hai lò xo có độ cứng là K1 bằng 60 Newton trên mét và K2 bằng 40 Newton trên mét mắc nối tiếp nhau. Một đầu của hệ cố định, đầu còn lại là ta gắn vào cái vật M bằng 500 gram. Vật M dao động điều hòa theo phương ngang dọc theo trục của lò xo với cái năng lượng ta cho E bằng là 19,2 milijoule đó là joule, tức là 11,3 joule. Độ giãn cực đại của lò xo có độ cứng là K1 nó là bao nhiêu? Ta hỏi độ giãn của lò xo 1 thôi chứ không hỏi độ giãn của lò xo 2. Đây ta có hình vẽ thế này đây giống như hình vẽ cái phần lý thuyết ở trên. Ta có hai lò xo lên mắt thì nó tiếp nhau thế này. Để ta cho K1 và K2 đó là. Và ta cho khối lượng vật là 500 rồi. Đó là. Rồi, vật M dao động điều hòa theo phương dọc trục lò xo thế này rồi. Cái năng lượng đó là 19,2 milijoule. Đó là. Thì bây giờ đây ta có là K của hệ, ta biết rồi, nó bằng đây là 1 trên K1 cộng 1 trên K2 quy là một số lên thì K hệ nó bằng là K1 nhân K2 và chia K1 cộng K2 thôi. Đó là. Rồi. Ở đây là ta thấy giá trị vào thì ta tìm được nó là 24 Newton trên mét. Đó là. Thì độ giãn của hệ đó là delta là 0. Thì nó cũng chính là A, tại vì khi kéo ra đây là ta buông cho nó dao động V bằng 0. Thì cái x0 này đó chính là A. Vậy A, delta A là 0 chính là A. Mà A ta biết rằng công thức là cơ năng thì bằng 1 phần 2 KA bình. Thì A0 thì bằng cơ năng chia cho K. Cơ năng ta cho rồi. Rồi K ta có rồi. K hệ ta có rồi. Đó nè, ta thế vào đây. Rồi ta tìm được là độ lớn của cái biên độ nó là 0,04 mét. Rồi. Vậy thì cái này cũng chính là gì? Chính là độ giãn cực đại của cá hệ là 0,04. Tại vì sao? Ở vị trí cân bằng thì lò xo không giãn là đúng không? Thì kéo ra đây thì nó chỉ giãn cái độ giãn của nó là chính là A, chính là delta là 0 rồi. Đúng không? Và ta biết hồi như nãy ta nói rồi, delta là 0 đây nó bằng gì? Tổng độ giãn của hai lò xo thì bằng độ giãn của lò xo 1. Rồi delta là 0,1 cộng cho độ giãn của lò xo 2 là delta là 0,2. Đó nè. Nó cũng bằng đây là 0,4, cho đây là phương trình 1. Thì mặt khác ta nói nãy ta nói rồi, thì hai lò xo này cùng chịu một lực giống nhau, phải nào? Thì dẫn đến là K1 nhân delta là 0,1 bằng K2 nhân delta là 0,2. Phải nào? Rồi, bây giờ đây là ta giải cái hệ này ra giống như cái bài hồi nãy vậy đó. Ta tìm đây là cơ bản là từ đây ta suy ra là delta là 2. Đó là nó sẽ bằng đây là 0,04 trừ delta là 0,1. Đó là chuyển vế qua đây. Rồi ta chuyển cái delta là 1 về vế. Rồi sau đó là ta rút gọn cái delta là 1 đi. Nó bằng là 0,016 m bằng là 1,6 cm. Thì ở đây là sai chỗ này. Đây là 0,04. Trừ cho delta là đúng rồi, 0,4 trừ delta là 1 đúng không? Chú ta tìm được là vậy, đáp án đó là 1,6 cm. Đây là chính là độ giãn cực đại của cái lò xo 1. Tại vì vị trí cân bằng nó không giãn, khi em ở đây thì độ giãn nó là cái này. Thì độ giãn này chính là độ giãn cực đại của nó. Có
bài tập chính. À, hai là so, L là 1 và L là 2. Có độ cứng tương ứng là K1 bằng 40 N trên mét và K2 bằng 50 N trên mét mắc song song. Bây giờ một hệ một đầu á, L so á, thì nó cố định. Một đầu ta gắn hoặc M vào. Họ kích thích cho M dao động điều hòa theo phương ngang. À, theo phương ngang dọc theo trục lò xo với biên độ là 6 cm. Và tại cái vị trí cân bằng á, lò xo 1 nó bị nén một đoạn là 5 cm. Ở lực đàn hồi của lò xo 2, lò xo thứ hai đó, là khi nó giãn đó thì cực đại là bao nhiêu. Ở đây là ta thấy rằng là hai lò xo bắt không xong nhưng mà dọc theo phương ngang nằm ngang. Đây có hai lò xo đây, lò xo 1 và lò xo 2. Chiều dài ban đầu của lò xo 1 là L1. Chiều dài ban đầu của lò xo 2 đây là L2. Đó nè, nó dao động với biên độ là 6. Nhưng mà khi nói là khi gắn vặt vào và vặt đứng yên tại vị trí cân bằng này thì lò xo 1 này nó bị nén đi. À, lò xo 1 nó bị nén đi. Điều này nén có nghĩa là gì? Có nghĩa là chiều dài ban đầu của lò xo 1 nó lớn hơn là chiều dài ban đầu của lò xo 2. À, thành ra khi gắn vặt vào thì cái lò xo 1 này nó bị nén và đương nhiên là lò xo 2 này nó sẽ là giãn. À, nó phải giãn. Thì về xét về hợp lực tác dụng của nó thì đây cơ bản thì có trọng lực B hướng xuống rồi và phân lực N mặt sàn hướng lên thôi. Đó đó. Thì còn đối với lực đàn hồi lò xo 1 nó bị nén thì nó đẩy ra. À, ta chọn chiều dương là từ trái sang phải thì F đàn hồi 1 là chiều dương. Còn lò xo 2 này nó là bị giãn, thành ra nó kéo về cái vị trí mà là ban đầu của nó là không giãn, đúng không? Thì nó là theo chiều và chiều âm. Vậy thì ta có đây là, đây là cái độ nén của lò xo. Đoạn này ta gọi đây là delta là 0,1. Và đoạn này đây là độ giãn của lò xo 2, delta là 0,2. Đó nè. Thì đương nhiên là ta có cái phần hướng dẫn như thế này. Rồi ta gọi delta là 0,1. Rồi delta là 0,2. Lần lượt cái độ biến dạng có là so với vị trí cân bằng. Thế nè. Rồi như nãy nói rồi. Cái phần này thì là so 1 bị nén. Thì là so 2 giãn. Rồi hợp lực của nó. Thì ta có là bốc lực BN, S, 1, R, 2. Chiếu hình chiếu lên trục nằm ngang. Chiều dương là từ trái sang phải. Thì NB là 0. Có nè. F đàn hồi A âm là trừ. F đàn hồi 1 là dương. À, vậy tôi suy ra là K1 nhân delta L01 bằng K2 nhân delta là 02. Ở đâu nè. Rồi. Từ đây ta biết là delta là 01 là 5 cm rồi. K1 biết rồi, K2 biết rồi. À, vậy tôi suy ra là độ giãn có là độ giãn của lò xo 2 nó bằng là 0,04 mét thì bằng 4 cm. Đó là bây giờ ta hỏi là độ giãn cực đại của lò xo 2. À, độ giãn cực đại có nói khi nào? À, tức là ở vị trí cân bằng nó giãn đi một đoạn, đây là delta là 0,2 rồi, mà cực đại có nghĩa là khi vật nó ở là biên độ phải. Vậy độ giãn cực đại của nó là từ lúc đó tôi gọi là delta L max thì bằng là delta là 0,2 cộng cho A thôi. Rồi ta có delta 0,2 cộng cho A. Rồi ta biết cái delta là 0,2 là 4 rồi. Đó nè. A để cho đây là 6 rồi. Vậy nó là 10 cm. Đổ ra mét thì nó bằng là 0,1 mét. Thì cái lực đàn hồi của nó thì bằng K nhân cho delta là 2. À, delta này được, đây là độ giãn cực đại nữa. À, ta thấy giá trị vào K2 là bằng 50, ở đây là K2 là 50 và cái A của nó là cái độ giãn của nó đây là 0,1. Mình phải đoán ta được đây là 5 N. Rồi nhớ đây là K2. Rồi bây giờ ta xét cái phần khác cũng trên một khoảng nằm ngang nhưng mà ghép trường hợp này, đây là ghép đối xứng, có nghĩa là hai lò xo nằm hai bên như thế này. Rồi ta có đây là hai cái giá
gắn hai đầu của lò xo và phần hai đầu còn lại gắn vào khối lượng vật M. Ở đây là lò xo 1 có được cứng là K1, đây là lò xo 2 có được cứng là K2. Ghép như thế này, đây là ta gọi là ghép đối xứng. Ở đây ta cũng trên khoa 5 ngang, ta xét cái phần ghép nối tiếp, còn đây là ghép đối xứng. Thì trong trường hợp này nó có hai trường hợp, khoảng cách giữa hai cái giá gắn của hai lò xo đây, AB, nó lớn hơn chiều dài ban đầu của hai lò xo. Nó lớn hơn chiều dài ban đầu hai lò xo. Vậy khi nó lớn hơn chiều dài ban đầu hai lò xo khi ta gắn quạt vào, đúng không? Thì cả hai lò xo này đều nó là bị giãn như vẽ này. Thấy là chiều dài ban đầu nó là L01, và chiều dài ban đầu của lò xo 2 là L02. Đúng không? Khi ta gắn quạt vào thì lò xo 2 giãn là 0,delta02, và lò xo 1 giãn là delta01. Đó nè. Để tổng độ giãn của hệ thì gọi là delta L0 thì bằng delta L01 cộng cho delta L02. Đó nè. Vậy nói về hợp lực thì ta có đây là bốn lực N, B, lực nền hồi 2 và lực nền hồi 1. Thì do cái hai lò xo độ giãn thì nó có xu hướng là kéo về cái vị trí ban đầu của nó. Vậy thì nếu ta chọn chiều dương là từ trái là từ A sang B, đó là thì S đoạn hồi 1 này nó là âm, S đoạn hồi 2 nó là dương, còn NB là vuông góc. Đó là người ta có cái hợp lực của nó thế này, BN cộng F đoạn hồi 1 cộng hồi 2 là bằng 0. Chiều dương là từ trái từ A sang B. Đó là thì chiếu hình chiếu lên trục nằm ngang thì ta có là NB 0. Đó là do S đoạn hồi 1 là âm, S đoạn 2 là dương. Đó là ta cho đây là phương trình 1. Và giờ nãy cũng trình bày nói rồi, độ giãn của hệ thì gồm bằng độ giãn của hai lò xo cộng lại, ta cho đây là phương trình 2. Đó nè. Rồi về nói về lực đạo hồi của hệ thì nó bằng là K hệ nhân cho độ giãn của lò xo của hệ là delta là 0. Thì đương nhiên là K hệ nhân cho delta là 0,1 cộng cho là delta là 0,2 cho là phương trình 3. Đó nè. Rồi bây giờ đây ta kéo cái vật này nè, ra vị trí bất kỳ bên phải cũng được, bên trái cũng được. Còn hôm nay ta kéo về phía bên trái đi. Đó nè, phía bên trái. Thì lúc đó là vật M đây là cách cái vị trí cân bằng một ly độ là x. Đó nè, một ly độ là x. Thì kéo về đây thì ta thấy rằng rõ ràng đây là cái lò xo 2 này, đây là nó bị giãn thêm. Đó nè. Thì chiều dài lúc bây giờ ta cái này, cái đoạn này ta gọi đây là L2 nè. L2 nè. Nó sẽ bằng đây là cái đoạn này, nó bằng đây là delta L0 quá nè, rồi cộng cho là delta L02 rồi cộng thêm x nữa, hiểu chưa? Rồi thì còn cái chiều dài của lò xo 1 thì cũng vậy thôi. Đó nè, thì cái đoạn này nó bằng gì? Thì nó bằng đây là delta, tại do đây là nó là bị giãn rồi. Đó nè. Nó ngay từ vị trí cân bằng O thì nó giãn đoạn đây là delta là 0,1. Đúng chưa? Bây giờ ta kéo về phía đây. Thì cái lò xo đây là cái độ giãn của cái lò xo 1 nó giảm đi. Thì nó sẽ có là delta 0,1 trừ x. Đó nè. Và cái chiều dài của lò xo bây giờ đây, cái đoạn này tôi gọi đây là là L2, ta nhớ. Rồi bây giờ ta có cái hợp lực của nó. Lúc bây giờ ngay tại điểm M đã có là B cộng N cộng S đồng hồ cái đoạn L2 nè. Thì B N vuông góc bằng 0, đúng không? S đồng hồ 1 là âm, S đồng hồ 2 là dương. Thì bây giờ về độ giãn của lò xo thì độ giãn của lò xo 1 đây là nó giãn thêm là cộng x, còn đối với lò xo 2 thì giãn thêm cộng x, còn đối với lò xo 1 thì bớt đi là trừ. Đó nè. Rồi ta nhân vào. Thế là trừ K1 nhân delta là 1 rồi cộng K2 nhân delta là 2. Và ta biết rằng là trừ K1 nhân delta là 0,1 cộng K2 nhân delta là 2 là bằng 0. Vậy còn lại đây là gì? Đây còn đây là x thôi. K1 x. Rồi đây là K2 x. Thế nè. Rồi, thì ta biết rằng là F của hệ, tức là F vào lực cầu phục đó, nó bằng là K hệ trừ nhân cho X. Thì ta rút gọn X hai vế đi.
Vậy tôi kết luận là ca hệ thì nó bằng là ca 1 cộng ca 2. Đó là xét trong cái trường hợp cái khoảng cách AB này nó lớn hơn là tổng chiều dài ban đầu của hai lò xo. Bây giờ ta xét cái trường hợp AB bằng tổng chiều dài của hai lò xo thì sao? Thì ta thấy rằng nếu mà bằng thì ngay cái vị trí cân bằng này nè, thì cả hai lò xo này nó không có giãn, đúng không? Mà không có giãn thì như là lực đàn hồi 1 và đàn hồi 2 là bằng 0. Phải không? Rồi quả cầu lại đứng yên nữa thì có B cộng N có bằng 0 luôn, đúng không? Rồi, rất đơn giản. Mà bây giờ ta sẽ xét trường hợp nào? Ta xét trường hợp là ở cái vị trí bất kỳ. Ta lấy cái này, tạm lấy cái này đi. Phải không? Bây giờ ngay vị trí cân bằng này, người ta coi như là xo nó không có giãn. Đó nè, khi ở vị trí bất kỳ. Đó nè, là M ở đây là nó cách cái vị trí cân bằng O một ly độ là ít. Đó nè. Thì trong trường hợp này ta thấy là sao? Thì lò xo 1 nó bị giãn đi một đoạn delta L 01 bằng ít. Và lò xo 2 nó bị nén cũng một đoạn là delta L 02 bằng ít. Đó nè. Thì bây giờ còn nói về hợp lực thì vẫn có bốn hợp lực thôi. Đó nè. Lực đàn hồi do cái đàn hồi cái này bị giãn thì nó hướng về theo chiều dương về phải. Còn cái này bị nén. Đó nè. Thì nó là cũng là nó lại cũng để ra. Đó nè. Tức là cả hai cái lực đàn hồi đây là nó cùng chiều rồi. Hướng tức là từ trái sang phải. Còn B và N đây là vuông góc, người ta có cái này để tiếp xuống trục. Ở đây là dấu trừ, xin lỗi, ở đây là dấu trừ. Ta rút cái trừ, ta làm thử chung đi. Thì sẽ bằng đây là trừ tổng của ca 1 cộng ca 2 nhân cho x. Và ta biết rằng F tác dụng liên hệ chính là trừ ca hệ nhân x rút quần x đi. Vậy thì ta có là ca hệ bằng ca 1 cộng ca 2. Thì vậy trong hai trường hợp này, dù A, B lớn hoặc là bằng chiều dài ban đầu của hai lò xo, đó là thì trong cái phần ghép đối xứng trên mặt phẳng đồng ngang này thì ta luôn luôn có ca hệ nó bằng đây là ca 1 cộng ca 2. Muốn nhắc lại phần trước, hồi nãy là ta có là ghép nối tiếp thì 1 trên ca hệ bằng 1 trên ca 1 cộng 1 ca 2. Nói chung ra là để đối xứng thì tổng, mà nối tiếp thì nó là người đảo 1 trên ca 1 1 ca hệ bằng 1 ca 1 cộng cho 1 trên ca 2. Sau đây ta làm bài tập điển hình của nó. Rồi, bây giờ bài 10 thì ta có hai lò xo L1 và L2 có độ cứng là K1 bằng 50 Nm và K2 bằng 100 Nm. Chiều dài tự nhiên của lò xo 1 là bằng 20 cm và chiều dài của lò xo 2 là 30 cm, cùng gắn vào cái quả cầu một có khối lượng là 500 g. Còn hai đầu kia thì gắn vào hai điểm cố định A và B. Với AB ta bằng cho khoảng cách của AB là bằng 80 cm, nên vẽ đó. Rồi giờ một quả cầu này nè có thể trượt không ma sát và bỏ qua kích thước của quả cầu. Bây giờ ta hiểu đó là câu A ta biểu là tính chiều dài của bó lò xo khi quả cầu đã đứng yên. Ở đây ta chú ý cái này, AB bằng 80, N là 0,01 là 20, cái nọ là 30, cộng lại là 50, trong này là 80. Vậy thì khi gắn quắt vào, thì cả hai lò xo đây là nó bị giãn, tức là AB lớn hơn tổng của ban đầu, chiều dài ban đầu của hai lò xo. Và độ giãn của lò xo 1, đây là delta là 0,01, và lò xo 2 đây là delta là 0,02. Đó nè. Rồi, bây giờ hợp lực tác dụng vào vật thì ta có thế này, thì cả hai đều giãn. Thì ta, nếu ta chọn chiều dương từ A sang B, từ trái sang phải đó, thì F đồng hồi 2 thì nó là dương, F đồng hồi 1 cũng nó là âm.
BN vuông góc. Quá nè, người ta có cái này hợp lực khi bị cân bằng thì nó bằng không. Người ta có cái bằng giải thế này đây. Đây, B cộng N, S1, S2 là bằng 0. Chiếu trục xuống trục nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải từ A sang B đó. Thì ta có là S bằng hồi 1 âm, S bằng hồi 2 dương. Phải nào? Vậy thì từ đây thay ta suy ra, phải nào? Ta suy ra là S bằng hồi 1 bằng S bằng hồi 2. Phải nào? Mà ở đây ta dựa vào đây thì S bằng hồi 1 thì bằng K1 nhân cho delta 0,1. S bằng 2 là bằng K2 nhân delta là 0,2. Mà K1 bằng 50 thì K2 bằng 100 lần, gấp đôi lên. Đúng không nào? À, vậy thì có là delta L01 bằng 2 lần delta L02. Rồi cho đây là phương trình 1. Đúng chưa? Rồi, bây giờ nãy ta cũng có từng nói rồi. Bây giờ độ giãn của hệ là delta L0 thì bằng là độ giãn của hai lần so cộng lại bằng delta L01 cộng delta L02. Thì lấy là 80 AB trừ đi tổng chiều dài ban đầu có là 50. Vậy là 30. À, từ đây ta được là cái phương trình 1 và phương trình 2 này. À, lấy phương trình 1 thế vào phương trình 2. Ta giải ra. À, ta tìm được là delta là 0,1. Thế bằng là 20 cm. Rồi delta là 0,2 là bằng 10. Đây nè. Bây giờ ta hỏi là tính chiều dài của mô lò xo của quả đoàn cầu đứng yên. Thì ta có L1. Khi quả đứng yên thì ta gọi là lúc đó là cái chiều dài là số 1 là L1. Thì nó bằng L01 cộng delta là 0,1. L1 của nó là bằng 20. Cộng delta là 1 là 20, đó là 40. Còn chiều dài của là số 2 ở vị trí cân bằng ta gọi là đây là L2. Thì nó bằng L02 cộng cho delta L02. À, mà của nó là 30 cộng cho 10 là 40. Vậy là chiều dài của hai là so khi vật ở vị trí cân bằng là bằng nhau, là bằng là 40 cm. Bây giờ câu B, người ta đưa quả cầu này ra vị trí đứng yên. Thế nào? Ra khỏi vị trí đứng yên sao cho L2 có chiều dài tự nhiên của nó rồi thả. À, tức là ta đưa về phía bên trái, L2 nằm phía bên trái đây. Ta kéo vật ra chỗ này, ở vị trí này, để tương ứng kéo dài xuống này. Thì ngay tại đây là cái lò xo 2 không có giãn. Không giãn. Thì ở đây là chỉ có lò xo 1 giãn thôi. Đúng không nè? Thì ở đây là ta biết rồi. Tự nhiên là lò xo 2 mà không giãn thì F bằng hồi 2 là bằng 0. Đó nè, chỉ có F bằng hồi 1 thôi. Nó kéo về cái vị trí ban đầu nó, của ban đầu của nó. Thì nó là hướng về phía âm. À, và trọng lực B vuông góc mặt sàn. B phân lực N thì hướng lên vuông góc mặt sàn. Rồi. Thì ở đây ta có cái bài giải thế này đây. Đây, tại cái điểm M đây, ta cho nó là ly độ x. Đó là. Rồi. Thì ở đây là ta tới đây là xong rồi ta buông. Buông tức là V bằng 0. V bằng 0 về x này nó sẽ bằng là chính là biên độ dao động của nó. Đó là. Là biên độ dao động của nó. Mà cái x này thì muốn tìm x này ta làm sao? À, thì cơ bản là nó chính là tại vì sao hồi nãy ta nói là khi vật ở vị trí cân bằng á thì cái độ giãn của lò xo 2 đây nó là delta là 0,2. Bây giờ kéo ra ngay cái vị trí này mà chỗ lò 2 là lò xo 2 không giãn này. Vậy cái x này nè, cái độ M này nó chính bằng là delta là 2. Mà như ta nãy ta nói cái tại đây mà buông thì cái này chính là A. Vậy A nó bằng là delta L02. À, mà delta L02 này thì là bằng 10. Vậy ta được cái biên độ A nó là 10 cm. Đó là. À, từ đây ta tìm được là tần số gốc của nó. À, tần số gốc thì omega thì bằng K hệ chia cho KM. Mà đây do cái này đây là ghép đối xứng thì ta biết rằng là K hệ thì bằng K1 cộng K2. À, thế vào. Rồi đây chia cho M. Thế trị vào ta tìm được là đó là 10 căn 3 ra đăng kinh dây. Rồi. Ta biết A rồi. Đó nè. Để phương trình điều hòa nữa ta tìm pha ban đầu của nó thôi. Đây là ta có cái vòng tròn. Đây là vòng tròn ly độ đây. Đó nè. Em ở đứng ngay ở vị trí này. Đó nè.
thì ta có đây là vòng tròn lý độ, ở đây thì cái đây là do cái chiều dương là từ trái sang phải, thì đây là biên độ dương nè, bên đây là biên độ âm nè, đúng không? Thì em mà nằm ngay cái vị trí này thì rõ ràng đây là ngay vị trí này, đây là bằng không rồi, không? Trên đây là pi chia 2, còn dưới này là trừ pi chia 2, còn bên đây là biên độ trái là pi, thì nằm đây tức là phi ban đầu của nó là bằng không. À, ta biết là omega, ta biết a, ta biết phi ban đầu, vậy phương trình dao động của nó là x bằng 10 cos 10 căn 3 t cm, tức là tìm được là phương trình dao động của nó. Giờ tính bậc đạo bậc tốc cực đại thì v mass thì bằng a nhân omega thôi, đó là omega có rồi, là 10 căn 3 a có rồi, vậy ta thế vào ta tìm được đáp án của nó là 100 căn 3 cm trên giây. Rồi, tiếp theo đây là ta xét cái phần ghép song song. Như phần bài trước thì ta tạm thời sử dụng công thức của nó, bây giờ ta chứng minh cụ thể hơn. Ở đây là ta cho cái hai lò xo, lò xo 1, lò xo 2. Lò xo 1 có độ cứng là K1, lò xo 2 là có độ cứng là K2. Đây là chiều dài ban đầu của nó khi chưa gắn quạt vào, đúng không nào? Rồi bây giờ đây khi ta gắn quạt vào thì cái hai lò xo đều giãn. Lò xo 1 giãn là độ giãn của nó là delta là 0,1. Lò xo 2 độ giãn của nó là delta là 0,2. Đó nè. Thì ta có là F đồng hồ của nó. Thì nó bằng đây là của hệ đó. Thì nó bằng là F đồng hồ của 1. Lò xo 1 cộng cho F đồng hồ của lò xo 2. Đó nè. Rồi bây giờ ta có cái nói về lực, về hình chiếu, thì ta có cái này. Đó là, thì chọn chiều dương là hướng xuống đó. Đó là, thì ta có là trừ K1 nhân delta L1 và trừ K2 nhân delta L2. Thì ở đây là ta lấy là do cái độ giãn này là nó bằng nhau đó. Nó bằng nhau. Do lấy cái mắt con sông á bằng nhau và nó bằng luôn là cái độ giãn của hệ, tức là ở đây ta có nha, ta có là delta L0 của hệ nè, nó bằng độ giãn của lò xo 1 là delta là 0,1 bằng độ giãn của lò xo 2 delta là 0,2. Đó nè, người ta thay thế cái delta là 1 là 2 bằng delta là 0 mà giống nhau, ta rút cái này làm thừa chung, còn lại là trừ K1 cộng K2 nhân ta delta là 0 nè. Rồi, bây giờ ta có là F của hệ thì bằng gì? Thì bằng trừ K nhân delta là 0. Đó là, thì ở đây là ta rút gọn cái này đi. Delta là 0 đi. Đó là, rồi ta còn lại là độ cứng của hệ. Nó sẽ bằng là K1 cộng K2. Rồi. Rồi, khi treo cùng một vật mà như nhau á, đó nè, thì ta có đây là 1 trên t bình bằng 1 trên t 1 bình cộng cho là 1 trên t 2 bình. Còn nếu mà hai lò xo này mà giống nhau, đó nè, thì ta có là K hệ thì bằng K1 cộng K2 mà giống nhau đây, thì nó sẽ bằng đây là K hệ bằng 2K. Chú ý cái phần này. Rồi, sau đây là bài ta làm bài tập dạng mẫu. Bài 11. Khi mắc vật M vào lò xo K1 á, thì vật M dao động với chu kỳ T1 bằng là 0,6 giây. Khi mắc vật M vào lò xo 2, lò xo 2 có độ cứng là K2 á, thì vật M dao động với chu kỳ là T2. Thế nè. Và khi mắc vật vào M vào hệ mà hai lò xo K1 song song với K2 á, thì chu kỳ dao động của nó là bao nhiêu? Tức là lần đầu tiên là mắc riêng rẽ. Thế nè, có con K1 mắc vật M thì chu kỳ T1. Còn mắc vật M vào K2 thì chu kỳ T2. Bây giờ mắc cả hai vật M vào cái K1 K2 song song với nhau
thì ta hỏi chu kỳ nó bao nhiêu. Ở đây là ta chỉ áp dụng công thức thôi. Thì ta có công thức T bằng 2pi căn của M chia cho K T bình phương 2 vé lên. Vậy ta suy ra K bằng 40 bình M chia cho T bình. Đó nè. Thì bây giờ do cái trường hợp mà mắc không xong đó nè, với K2 thì ta có là K hệ thì bằng đây là K1 cộng K2. Đây xin lỗi, đây là K1 cộng K2 nha. À, đây là K2. Rồi. Rồi chúng ta thấy giá trị K vào đây. Đó nè. K thì bằng 40 bình M chia cho T bình. Còn đối với 1, K1 thì nó bằng 40 bình M chia cho T một bình. Còn đây là K2 nha. À, thế nó bằng đây là 40 bình M chia cho T2 bình. Đó nè, rồi ta đây ta rút gọn cái phần tử ra đi. Rồi ta quy được mẫu số lên. Vậy T thì bằng là T1 nhân T2 chia cho căn của T2 bình cộng cho T1 bình. À, thế giá trị vào, ta tìm được đây là 0,48 giây. Rồi ta qua cái bài 12 cũng dạng ghép song song. Rồi ghép song song hai bài so giống nhau. Có đường cứng là K không bằng 50 newton và chiều dài hay là không như hình vẽ đây, vào giá đỡ và treo cái quả cầu khối lượng 1 kg vào đầu dưới của hai lò xo. À, sau đó là kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới, kéo xuống dưới này khỏi vị trí cân bằng một đoạn là 5 cm, rồi buông. Rồi mà khi buông á, ta truyền cho quả cầu một vận tốc với không bằng 0,5 m trên giây. À, theo phương thẳng đứng lên trên. À, đứng lên trên. Rồi để vật dao động điều hòa. Tôi biết là viết phương trình dao động của con lắc. À, chọn ô là ô góc ô là vị trí cân bằng và chiều dương hướng xuống. À, góc thời gian đây là lúc ta buông quả cầu. Thì ở đây ta có như thế này. Là hai lò xo này có độ cứng K bằng 0. Phải không? Mà đây là mắc song song thì ta có là K hệ thì bằng K1 cộng K2, nhưng mà hai lò xo giống nhau thì ta coi như là hai lần, tức là K hệ thì bằng đây là 100 rồi. Đó là rồi chiều dài N là đó rồi qua wow, tôi cho khối lượng qua cầu rồi đầu dưới sai rồi. Bây giờ là sau khi kéo qua cầu thẳng đứng và kéo xuống đây thì lúc đó là cái cách cái vị trí cân bằng một đoạn đây là 5 cm. Đó nè. À, theo như bài trên đó, ở đây là sao buông ra mà truyền vận tốc nữa. Nếu mà ta không truyền vận tốc thì V bằng 0 thì cái đó lúc đó là chính nó là A, nhưng mà đây ta truyền vận tốc đó nè, thì cái vị trí x không đó nó không phải là A. À, nhưng bên những bài trước, những bài tập trước người ta đã làm rồi, ta chú ý cái phần đó. À, giờ đây ta có cái hình đây là cái đó nè. À, tôi vẽ thêm như thế này. À, đây là vị trí cân bằng là ô. Giờ ta kéo xuống nó một đoạn này. Đó nè. Kéo xuống một đoạn này. Nếu mà ta đây mà ta không tác động nó vận tốc á. À, cái đoạn này ta gọi là x0 nè. Thì nó vào buông á. Thì x0 này nó chính là A. Đó nè. Thì ta gọi đây, ta tạm gọi đây là cái khoảng cách này, li độ này là A. Là khi V bằng 0. Nhưng mà ở đây ta đắt rộng vào nó là vận tốc ban đầu là V0. Đó nè, thế này ta đây nè. Là ta kéo dài cái đường thẳng là vuông góc với là cái trục sinh nè. Là cắt cái vòng tròn vận tốc ngay từ đây. Thì ta có hình chiếu của nó lên trên trục vận tốc. Đây vòng tròn màu xanh là vòng tròn vận tốc nè. Màu xanh đứt nét nè, là vận tốc ban đầu nè. Còn vòng tròn màu xanh lá cây đây nè. À, đường đứt nét nè, đây là cái liều ban đầu. Nếu ta buông, đó nè, thì ta có là nó V bằng 0. À, được chưa? Thì ở đây ta có cái cách giải như thế này. Thì ta có cả hệ là bằng 2 là 100 rồi nè. Thì phương trình gọi phương trình tổng quát của nó x bằng A cos omega t cộng phi. Đó nè, thì ta có omega của nó là bằng K chia cho M. À, thế giá trị vào, ta tìm được đó là 10 thì ra đăng trên dây. Đó nè, tại lúc thời điểm t bằng 0, x 0 bằng A nè, thì là bằng đây. Như nãy nó có nói đó. Nhưng mà đây V của nó là bằng, do ta chọn chiều dương là hướng xuống, để cho là chiều dương hướng xuống nè. Nhưng mà khi truyền bằng tốc đó, nó lại là hướng lên. Đó là, nó lại là hướng lên.
ở lên thì ta đây ta có phải chú ý cái này. Ta đây cái này, đây là biên độ dương, còn bên trên đây là biên độ âm. Thì cái này đây nó sẽ là trừ bi nè, trừ bi ứng với là V âm nè, còn cái đây là bi dương hai nè, ứng với là V dương nè. Tức là cái này đi theo chiều dương, còn đi theo chiều âm. Mà để ta cho đây là hướng lên trên, tức là đi theo chiều âm, đi theo chiều âm. Thấy chưa? Vậy là V nó âm, ta có là V không nó bằng trừ 50 cm trên giây. Thấy đúng không nào? Thì ở đây thì ta có cái nhiều cách giải. Thì cơ bản là ta tìm A phẩy của nó thôi. A phẩy nhưng không phải là A nha. Rồi. Tức là biên độ mới cái đó ứng với cái vận tốc là V trừ 50 cm á. Thì căn của A bình cộng cho V không bình rồi chia omega bình. Đó nè. Rồi ta thế cái giá trị vô. Ta tìm được đây là A phải bằng 5 căn 2. Đó là một cách. Đó nè. Còn cách thứ hai thế này, ta làm thế này. Bây giờ ta có xét ta dùng sinh phi thôi. Nếu bằng tốc thì dùng sinh phi thì bằng là trừ cho V không chia cho là V max của nó, tức là A phải omega. A phải là biên độ mới đó nha. Biên độ đó có. Đây bằng trừ ta đưa cái V không bằng trừ 50 vào, trừ trừ đây thành cộng nè, thành cộng đó. Rồi omega thì bằng 10, mình ta đưa vào rồi ta rút gọn đi. Đây là còn lại là 5 trên cho A phải. Rồi còn về cos thì nó bằng là x, thế nào, x chia A đó, cos tổng số của quán đó. Mà x đây là trường hợp đây là chính chính là đây x không đó, chính là A nè. A là bằng 5 nè, cái đoạn này là 5 nè, x nè, mà chia biên độ mới của nó là A phải nè, đúng không? Thì ở đây là ta có sin cộng cos là bằng sin bình cộng cos bình là bằng 1, mà hai cái này giống nhau, vậy ta có hai lần bình phương lên là 25 chia A phải bình bằng 1, vậy ta suy ra là A bằng 5 căn 2. Đó nè, ta lấy A 5 căn 2 này, A bằng 5 căn 2 này, thế vào là phương trình nào cũng được, thế vào đây cũng được, thế vào đây cũng được, thế vào đây đi. Đó nè, 5 căn 2 thì còn lại là gì? 1 trên căn 2, 1 trên căn 2 là suy ra phi nó bằng là cộng trừ bi chia 4. Còn cho 4 nhưng mà do đi hướng lên trên đây là ta chọn chiều dương hướng xuống rồi. Đó nè, mà hướng lên trên vậy nó đi theo chiều âm, thì ta chọn ta chọn nó là bi chia 4. Rồi ta còn có cái khác nữa. Cái khác nữa thì ở đây là ta cứ thế cái ly độ thôi. Rồi ta có công thức lúc t bằng 0 thì x bằng A phẩy cos phi. Đó nè, x bằng 5 A phẩy cos phi cho đây phương trình 1. Rồi khi nó có vận tốc là bằng trừ 50 cm đó, thì ta có công thức V là bằng trừ A phẩy omega sin phi. Người ta chuyển cái omega qua đây. Đó nè, chuyển qua đây này, tức là ta lấy là V chia omega. Mà cái đây là V là 50, omega bằng 10. Đó nè, còn lại là A phải sin phi sao. Vậy là ta lập tỷ lệ lên, ta lấy 2 chia 1. Mình rút gọn cái A đi, sin cho cos là bằng tan. Hai này giống nhau là bằng 1. Mà đối với phương trình lượng giác thì tan nó có một nghiệm, còn đối với trong lý thì nó có hai nghiệm. Đây là cộng trừ bi chia 4. Đó nè, cộng trừ chia 4. Nhưng mà do đây là cái V âm. V âm thành ta chọn là bi chia 4. Ở đây cũng nhắc lại nè, đây là ngay tại A phải là bằng 0, đúng không? Thì ở đây là bi chia 2 nè. Đó nè, còn bên đây là bi nè, bên đây là trừ bi chia 2 nè. Tức là phần này là phần chủ âm, thành ra là cái pha ban đầu nó là dương, còn bên đây nó là âm. Ngày trước người ta làm cái trục đồng ngang. Đó nè, thì đây là A bằng ngang thì A đây bằng 0, cái này là bi chia 2, cái này là bi, cái này đây là trừ bi chia 2. Còn bây giờ đây là ta lật ngược cái A này xuống, cái đầu A xuống đây, thì cái này đây là bi chia 2. Đó là bi chia 4 nằm phần này, ứng với cái điểm mới đây này.
Tiếp theo là ta xét trường hợp ghép là so trên một mặt bằng nghiêng. Nó có hai dạng, ghép đối xứng và ghép đối tiếp. Giờ ta xét cái phần ghép đối xứng, tức là so ở hai bên và mặt ở giữa. Rồi, đây là chiều dài ban đầu của lò xo 2, L02. Chiều dài ban đầu của lò xo 1, L01. Bây giờ là ta gắn cái vật vào thì dưới sức nặng của trọng lực lò xo 1 thì bị nén và lò xo 2 nó giãn. Thì ta có là cái độ nén của lò xo 1 là đây là delta là 0,1 và độ giãn của lò xo 2 đây là delta là 0,2. Bây giờ ta kéo cái trích xuất cái hình ảnh qua cái phần dưới này thì nói về lực tác dụng vào vật. Thì ta có đây là phân lực N, một phân nghiêng vuông góc, vuông góc và một phân nghiêng. Trọng lực B thì vuông góc với là mặt phẳng nằm ngang. Đó là, thì do là số 1 nó bị nén, thì ta nó hướng lên trên. Bây giờ ta chọn chiều dương là chiều từ trên xuống, thì F là hồi 1 âm, theo chiều âm. Và tương tự như vậy, là số 2 là nó bị giãn. Thì ta nó kéo, xu hướng nó kéo về cái vị trí ngay chỗ này nó không giãn, tức là nó cũng hướng theo chiều âm. Vậy thì khi vật ở vị trí cân bằng O thì ta có cái hộp lực nó như thế này, B cộng N cái là hồi 1, cái là 2 là bằng 0. Bây giờ hình chiếu của nó lên trục một phẳng nghiêng này thì N là vuông góc là bằng 0, B là B phẩy, mà B phẩy thì bằng B sin alpha, còn F đang hồi 1 âm và F đang hồi 2 âm thì ta có cái này. Rồi bây giờ giả sử ta kéo cái vật đến vị trí bất kỳ M, nó có cái đi độ cách vị trí cân bằng đoạn là x, thế nào thì ta có cái hợp lực của nó vẫn vậy thôi, cũng B cộng N F bằng B cộng N cỡ F đồng hồ 1 F cộng F đồng hồ 2. Thế nào, rồi ta biết rằng là F hệ đây chính là lực vật phục cân bằng là trừ cơ hệ nhân chế x, thế nào. Rồi. Rồi còn cái hình chiếu của B là vẫn là MG sin alpha. Còn ở đây ta khi kéo vật ở vị trí điểm M ở đây, cái lò xo 1 đây là nó bị nén thêm một đoạn nữa. Ta có lại đoạn này là đoạn bị nén thêm một đoạn nữa là delta là 0,1 cộng chữ x. Còn lò xo 2 nó bị giãn thêm một đoạn nữa, tức là delta là 0,2 cộng chữ x. Rồi ta thế vào đây. Đây đây xong rồi ta nhân vào. Ta có là trừ K1 nhân delta là 0,1 và trừ K2 nhân delta là 0,2 cộng MG sin alpha mà ta có này, cái này là bằng 0 rồi. Vậy còn lại đây là gì? Trừ K1 x trừ K2 x, ta rút cái x làm thừa chung thì nó bằng đây là trừ tổng của K1 cộng K2 nhân cái x thì bằng K trừ K của hệ nhân x, rút gọn x đi và rút gọn cái dấu trừ đi, người ta có là K của hệ nó bằng là K1 cộng K2. Vậy thì luôn luôn trong bất cứ mặt phẳng nào đứng nằm ngang hay là nghiêng thì đối xứng thì K hệ bằng K1 cộng K. Rồi bây giờ ta xét cái phần ghép nối tiếp trên phần mặt phẳng nghiêng. Thì ở đây theo hình vẽ ta thấy rõ ràng là cái là số 1 và số 2 đây, mắt nối tiếp đây, đó nè, đây là chiều dài ban đầu của nó. Khi ta gắn quạt vào thì cái hai là so đều giãn, thì cái ta có đoạn này nè, đến ta là 1 là độ giãn của lò số 1 và đây là độ giãn của lò số 2, thì tổng độ giãn của hệ là delta là 0 nè, nó sẽ bằng đây là delta là 1 cộng delta là 2, thì ta có cái này, đó nè. Bây giờ ta cũng như phần trước thôi, thì lực của hệ cũng tác dụng vào hệ thì cũng là lực tác dụng vào lò xo 1 và cũng là lực tác dụng vào lò xo 2. Thì ta thấy delta E là 0 thì nó bằng là F chia cho K hệ, delta là 1 bằng F chia K1 và delta là 2 bằng F chia cho K2. Bên phải đây ta rút F làm thừa chung, nó bằng F đó, bằng nhau F thừa chung. Rút F với bên phải và rút F với bên trái thì ta tìm được ra là công thức là 1 trên K hệ thì bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2.
Rồi sau đây là ta làm bài tập mẫu của dạng này. Rồi ta cho là bài 13, ta cho quả cầu khối lượng là M100g gắn cùng với hai lò xo có độ cứng K một hoặc K2 đó, theo hai cách khác nhau. Đây là hình 1. Tức là gắn cái này, đây là gắn theo kiểu là đối xứng đó nè. Và hình 2, đây là gắn theo kiểu nối tiếp. Biết rằng là cả hai trường hợp quả cầu đều trượt không ma sát trong phòng bán nghiêng. Khi bị kích thích cho quả cầu dao động với biên độ A bằng 2 cm đó, thì vận tốc cực đại của quả cầu ứng với hình 1 là, tức là lúc mà ta ghép cái xứng nè, thì V1 nó là bằng 20 căn 5 cm/giây. Còn đối với hình 2 là mắc nối tiếp nè, thì V cực đại của nó là V2 bằng 40 căn 3. Thì biểu tính là K1 và K2. Cái này thì đánh thiếu, đây là K1 và K2. Rồi ở đây ta có cái này thì đối với cái trường hợp 1, đây là mắc đối xứng đây, thì ta có V mass của nó là bằng omega 1 nhân cho A. Mà trong trường hợp này đây là đối xứng thì K hệ thì bằng K1 cộng K2. Ta thế vào đó là K1 cộng K2 chia M nhân cho A. Rồi từ đây là ta tìm được là cái giá trị tổng của nó, K1 cộng K2 ta bình phương hai vế đó, thì bằng M nhân cho V1 chia cho A tất cả bình. Bây giờ thấy giá trị M vào, thấy giá trị M1 vào và thấy giá trị biên độ A vào, thì ta tìm được nó là 50 newton trên mét, và cho đây là phương trình 1. Đối với hình 2 mắc theo dạng nối tiếp thì V max nó bằng là omega 2 nhân cho A. Omega bằng K hệ chia cho M. Trong trường hợp có là K hệ bằng K1 nhân K2 chia tổng của K1 cộng K2 nhân cho A. Rồi cũng thấy giá trị vào, rồi ta tìm được cái đó là 12 newton trên mét, tức là K1 nhân K2 trên cho tổng của nó bằng K1 cộng K2 bằng 12. Mà ta biết rằng là K1 cộng K2 mới tìm được đây là 50. Vậy ta suy ra là K1 nhân K2 thì bằng là 600. Ta biết tổng là 50, S 50, tích B là 600. Vậy là K1, K2, nó là nghiệm của phương trình, là K bình trừ cho 50K, cộng cho 600, ta trừ S cộng B đó, và giải hệ phương trình bậc 2 ra. Ta tìm được đây là K1 bằng là 20 newton trên mét, và K2 bằng là 30 newton trên mét. Tới đây là phần hết cái phần 2 của con lắc lò xo. Những video kế tiếp chúng ta sẽ bước vào phần khảo sát phần 3 dao động cơ về con lắc đơn. Mong các em là đón xem những video kế tiếp, và nếu có cảm thấy rằng là có hữu ích, mời các em đăng ký những cái video để sau này xem những cái video kế tiếp. Trân trọng chào các em.